trong quá trình học thạc sĩ tại Western Sydney, Quỳnh Mai có rất là nhiều những kỷ niệm đẹp tại trường. Điều đầu tiên phải nói đó chính là Quỳnh Mai có những mối quan hệ mới, có những người bạn bè mới. Và những người bạn bè này đến tận bây giờ vẫn còn giữ mối quan hệ liên lạc và vẫn còn đi chơi, vẫn còn đi cà phê và vẫn còn hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc. Thường thường là mình sẽ làm việc nhóm với nhau rất là nhiều. Và hầu như, em nhớ là hầu như các anh chị trong lớp nhóm của em đa phần đều là những anh chị đi làm rồi. Lúc đó mình cũng cảm giác rất là tự ti nha. Tại vì một bạn sinh viên mới ra trường, thật sự là em không hề có một kinh nghiệm làm việc gì hết. Em không hề có một kinh nghiệm, tất cả đều học từ lý thuyết, học từ sách vở. Cho nên lúc đó em thật sự là em bị tự ti rất là nhiều luôn á. Và nhiều khi mấy anh chị rủ đi học nhóm em còn ngại không dám đi nữa. Thật sự lúc đó là em chỉ có thể đóng góp được là bằng mình có một cái kỹ năng bé bé là kỹ năng làm MC. Một cái kỹ năng mềm nhỏ thì mình có thể hỗ trợ các anh chị thôi. Nhưng mà sau đó rồi thì sau khi mà em làm việc cùng với nhóm của mình được rất nhiều môn học á, thì mọi người cũng biết. Và chính vì cái sự không có kinh nghiệm của mình á, nó sẽ được cải thiện rất là nhiều. Tại vì mỗi người sẽ được hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ anh chị này có cái kỹ năng này, anh chị này có kinh nghiệm này, thì anh chị nói với em. Và em có một cái điều thế mạnh gì đó, cả nhóm cùng chia sẻ với nhau, thì cái việc đó nó giúp ích em được nhiều lắm luôn á. Và em còn nhớ là không chỉ lúc đó lớp em là một nửa, hơn một nửa là các anh chị đi làm. Cũng có khoảng 5-6 bạn là giống như em. Nhưng mà các bạn trong lớp đến từ rất là nhiều trường khác nhau, có những bạn đến từ các trường top đầu. Thật ra thì cái việc gặp gỡ được nhiều bạn bè và gặp gỡ được nhiều các anh chị thuộc các nghề nghiệp khác nhau, điều này nó làm cho em có một cái sự tự tin rất lớn khi mà em bước ra khỏi ghế nhà trường, và giúp cho em có cái sự tự tin khi mà bây giờ em truyền tải với các bạn sinh viên á. Bây giờ em nhớ là đến bây giờ thì kinh nghiệm làm việc em nó đỡ hơn trước so với nhiều rồi. Tuy nhiên là em nhớ là em rất là hay lấy ví dụ, tại vì em nghe những cái ví dụ từ các anh chị đi trước và mình cũng nói cái ví dụ đó đến cho tất cả các bạn sinh viên bây giờ, thì cái điều này nó làm cho cái bài giảng của em cũng như là làm cho cái việc mà em muốn chia sẻ những kiến thức mà em đã học tới các bạn sinh viên nó sẽ được tốt hơn rất là nhiều.